Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe và bình an. Cho Nhi ngày một ở ông ta, từ bữa nay mới gặp ở ngoài. Dạ. Cô cũng coi kênh của Nhi nữa. Đi chợ xong rồi hả cô? Cô ngày một, ngày hai chứ. Dạ. Các bạn của con. Biết hết các bạn của con luôn. Biết chị này không? À, biết chứ. Con biết luôn. Chị nó biết nha, nó biết tám nữa. Chị nè, chị Linh này mới té này giặt mỏ nè. Biết kia là biết Trang. Biết Trang đúng rồi cô. Của thằng này. Dạ. Cái tay của chị đỡ chưa? Đỡ rồi hả? Mẹ chết có hai mẹ con. Dạ. Hai mẹ con là mẹ chết rồi, giờ còn mình lang bang ấy. Dạ. Mẹ chị đâu có nghe được đâu. Chị đâu có nghe. Nó tâm luôn con. Trời ơi, sợ luôn. Cô bệnh cứ về mà tại nghe nhà mày có cái nước á. Dạ. Cô ông anh cũ về ông cho cái máy. Dạ. Để tìm nhà để ta xin nước. Dạ. Cô đi chợ đi, hôm nào cô cứ ghé nhà con thì cô lấy đồ cô đựng. Dạ. Cô đi ra đường một chút cô cứ dòm hoàng cô không biết nhà. Dạ. Nhà con ở trong rẫy lận. À. Dạ, đi sâu vô trong rẫy á. Dạ. Đi ra đường cái này mới nghe tiếng nói cho coi em đó coi. Đường quen luôn á. Giống như là đã quen gặp nhau rồi đúng không cô? Cảm ơn cô nha, để cô đi chợ. Hôm nay là Nhi đi chợ đúng ngày mùng 1 luôn, cho nên là trong chợ mình sẽ có bán đồ ăn chay. Giờ mình vô đó mình thưởng thức đồ ăn chay nha. Sáng nay thì Nhi cũng không chưa có định là đi chợ đâu, tại vì ngày hôm qua là Nhi đã nhờ dì Loan mua đồ ăn rồi. Hôm qua Nhi đã nhờ dì Loan mua đồ ăn rồi cho nên là vẫn còn đồ ăn. Sáng nay chị Nhi định ra chợ mua ít đồ nhưng mà tìm không thấy, cái nhớ ra hôm nay là mùng 1 sẽ trong chợ mình sẽ có bán đồ ăn nên là mình vô chợ mình ăn luôn, rồi mình sẽ mua một ít đồ về chỗ cô. Ủa cô là người Chăm hay sao ta? Nhà cô bán nhiều gốm lắm. Dạ, để hôm sau con ghé nha quậy. Nhi định, dạ chắc đi quay phim. Đi quay phim trong chợ. Đi chỗ bán bánh bèo. Cho con bún, hai tô bún chị. Ăn bún luôn nha, cái này nha. Cho ghê em trời. Bữa nay đi chợ mới sực nhớ hôm nay là mùng 1, cái tắp vô quán của quậy ăn luôn. Một tháng chị quán bán bún này thôi. Quê, quê, mắc cỡ quê á. Mặt này có phải là ngoài bán chỗ đường ray không? À. Bán bánh cuốn đúng không? À vậy hả? Cái nào? Ăn cái này. Cái này hả? Dạ, ăn cái này. Lát nữa mình mua cái gì và mình nấu đồ ăn vô nhà ngoại nấu ăn chay cho bà ăn luôn. Con muốn gì ta? Mua gari nãy. Con muốn mua con tự nấu hết chứ. À muốn tự nấu ăn á hả? Muốn tự nấu cho ngoại con ăn hết chứ. Ừ, con ăn trước rồi nó ăn sau. Có cái này nữa hả? Ừ. Con ăn trước rồi nó ăn sau. Rồi là con biết ăn không con? Không mà không. Chết rồi. Đẹp luôn ơi con. Tao có nói tiếng nào hết đấy. À. Lấy đũa cho em luôn chị. Tiền con nè, con làm nè. Mới bước vô cổng chợ chưa là có gặp kịp gửi xe là gặp liền chị. Đi theo kiếm tranh thủ ghê. Lanh lẹ lắm. Mau mắn ghê. Dạ, mau mắn. Ghê. Đi cái tay gì mà có thể gặp mình cứ kheo miết. Dạ. Đây. Bún cà ri. Bún cà ri. Một tháng là chỉ được ăn một lần thôi. Hai lần nhưng mà bốn lần chứ. Bốn lần. Nhưng mà lâu lâu. Biết ăn không con? Ăn. Chị ngồi xuống đây chị. Ngồi xuống ăn. Rồi. Ăn đi chị. Cả nhà nha, bún cà ri. Chị. Vô chị. Đi sao mà té dữ chị?
đi xe mà tí. Tí ở đâu mà băng bó băng đồ vậy biết gì? Tí dập xuống mặt xuống đường luôn hả? Đi xem đi xe đạp hả? Chị đi xe đạp tí. Đi cẩn thận cho bữa tí dập tay rồi bây giờ chưa e răng luôn. Bữa thì tí chặt tay bây giờ là tí dập mỡ. Ủa tí dính mỡ nữa hả? Dạ. Đi mà tí ngoài à? Dạ bộ muốn gấp tí cho. Dành cho con thêm một tô nữa hoài. Rà, chờ lấy rửa cái tô con. Nãy giờ chắc là Nhi quên, mời cả nhà ăn sáng nha. Bây giờ cũng hơi trễ rồi. Ngon lắm cả nhà. Tờ nào? Dạ. Nhi hai tờ. Cái gì? Bây giờ Nhi sẽ mua. Lúc nãy giờ suy nghĩ là không biết nấu món gì, nhưng mà bây giờ Nhi quyết định là mình sẽ nấu món gì ở trong menu của mấy cái quán ăn người ta hay để là gỏi cuốn ngũ sắc, là trong đó là mình sẽ mua bún nè, cà rốt, rau dền, củ dền với lại một ít rau sống, rồi mình cuốn lại nó sẽ có nhiều màu, màu đỏ, màu xanh, màu cam, có ớt chuông nữa, ớt chuông màu vàng nữa. Chắc đến chợ bàn hàng. Có người, chị đó có hối lộ chị không? Có hối lộ không? Vậy sao mỗi lần em đi là chị dắt tới không? Em nghi là chị bị hối lộ lắm nha. Chào chị, lâu quá mới gặp. Hôm giờ đi đâu? Hôm giờ đi làm á chị. Dạ. Bây giờ mua đồ về làm gỏi cuốn, rau sống, cho em mò một ít rau sống. Ủa hết cà rốt rồi hả chị? Để chị lấy cà rốt cho em, lấy đồ rồi chị lấy cà rốt cho. Dạ. Cà rốt là củ cà rốt. Lấy hai củ cà rốt đi. Em cứ lựa rồi thiếu gì chị lấy cho. Củ dền. Chị chị. Em rau thơm bao nhiêu nãy? Chị lấy cho em một ít rau sống thôi. Ít hơn được không? Màu đỏ chị. Không màu đỏ. Đây này. Nè mình xem rau sống nữa rồi mình lấy bánh tráng mình cuốn nữa nhanh, mình có thể là chấm với xì dầu cũng được. Xì dầu ớt tỏi. Rồi. Mua nhanh về nấu. Dạ không, hôm nay em đi vô nhà ngoại, em không có về nhà. Rồi gì nữa không em? Cho em củ cà rốt nữa là được rồi chị. Rồi có lấy gì thêm không? Dạ được rồi chị. Để chị lấy cà rốt. Qua đây lấy bánh tráng luôn. Bánh tráng này để làm gỏi cuốn phải không cô? Em làm cái gì cũng được hết đấy. Cái cần nhúng nước để cuốn không? Cái đó không phải nhúng nước không? Dạ. Lấy con sắp 10.000 bị. Xì dầu. Lấy cho con chai xì dầu luôn. Xì dầu thường á, xì dầu ngon. Dạ xì dầu ngon đi. Đi, đi ra mua ít trái cây nữa rồi về. Cái món này nó cũng đơn giản thôi. Chỉ có rau củ với lại cuốn dưới là ít bún, bánh tráng cuốn lại. Đi. Cũng là ăn làm đơn giản, tại vì trưa nay có một cô ở Sài Gòn ra, cô đó, Nhi có hẹn với cô đó nên là mình không có, mình phải tranh thủ mình làm đồ ăn. Ngoại con mới vô, ngoại ba nữa con mới vô. Hôm bữa giờ ngoại đi Sài Gòn, ngoại ba ở nhà của mình hả? Con mới đi chợ hôm nay, con mùng một con mua bún nè, làm một cái bánh tráng cuốn với lại rau củ. Bữa nay 11 rồi hả con? Dạ, bữa nay mình làm. Làm đồ chay nha ngoại. Có đậu khúc với lại Nhi có mua một ít rau củ nè, để lát nữa mình làm gỏi cuốn. Cái món này thì nó đa số là ăn nhiều rau nè. Có ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ, cà rốt, củ dền với lại rau sống. Đơn giản thôi cả nhà. Nhi mua cũng ít rồi. Bánh tráng để cuốn lại. Cái này là mình nấu phụ thêm thôi, chứ bình thường là có
Vì dì Hằng sẽ nấu cơm trưa cho ngoại với ngoại ba ăn luôn. Còn đây là hôm nay ở bên nhà rảnh đó, nên dì vô sẵn mùng 1 đi vô chợ mua ít đồ nấu thêm cho ngoại ăn. Có rau thôi. Thêm đồ vô ăn cho. Dạ, ăn cho vui ăn thôi sáng, nha. Sáng ăn sáng rồi. Dạ. Bây giờ là thử ăn trưa. Dạ đúng cũng rồi. Cũng nấu cơm. Bây giờ thì con mua thêm ăn. Mỗi người vài cuốn thôi à. Để còn ngon lát nữa để bột ăn trưa nữa. Bây giờ 10 giờ 15 phút. Mình nấu chắc khoảng tầm tới 12 giờ là xong. Thấy vậy chứ mình cuốn lâu lắm. Với lại rửa vừa quay clip nữa. Ngoại, ngoại nhớ tập hát nha ngoại. Trời ơi bữa ngoại hát cái bài gì đà gì xong xong gì á, ngoại ba nhớ không ta? Ngoại ba cũng quên luôn hả? Ngoại quên hát à. Cái bài bữa ngoại hát thiệt dài vậy mà khán giả có những cô chú lớn tuổi nói trời ơi sao mà ngoại nhớ được cái bài đó hay dữ. Ngoại giờ ngoại quên không biết cái bài nào nữa chứ sao giờ ngoại u mê bài cái đầu. Bài gì bữa gì cái gì mà xong gì, ánh trăng gì đó. Bữa dì Loan nói mà con cũng quên rồi, để lát nữa con hỏi lại dì Loan, nhờ dì Loan nhờ với Trang nè. Ngoại viết cái lời ra. Ngoại không có thuộc nữa chứ. Khúc vậy à. Bài nào cũng khúc gì rồi quên hết à. Mà hôm nay ngoại hát ra qua rồi quên à. Sao giờ đầu óc của ngoại hát một lần rồi quá hát lại cũng quên luôn đó. Quên lên luôn rồi, nói cái gì hả nói xong hay đưa nghĩ trong bụng nè. Mà họ nhớ trong bụng, nhớ rồi cái quên liền rồi. Dạ. À, nó lạ vậy. Nhớ ai mà. Cũng vậy thôi ngoại. Ông đó. Ba má con giờ cũng tiếc ghê. Tiếc ghê quá rồi. Không có nhớ được. Là tại sao già rồi nó lụm cụm dữ gì biết gì. Hồi đó ngoại đâu có gì đâu con. Dạ. Giờ sao lạ kỳ. Dạ ai cũng vậy hết đó ngoại. Quên hẳn nó về. Nó lạ hơn. Không nhớ nữa không? Bạn có nhớ lại được không? Không quên à. Bạn nhớ này à? Siêu quậy. Hồi trước anh Thép kể là lúc nhỏ là cứ mấy đứa cỡ như anh Thép á, cỡ anh An rồi anh Nam nhỏ nhỏ vậy nè, xong rồi cũng dẫn vô quậy nuôi. Rồi bà cũng cầm cái cây rượt vòng nha. Rồi đến lúc mấy em này cũng vậy. Cái nhỏ đông lắm rồi. Bây giờ bà quánh nó hết chịu nổi rồi. Chắc quánh nó chứ không quánh nói cái miệng nó không có nghe. Hồi đó phải quánh vậy đó. Giờ thôi chứ quánh gì nữa, lớn rồi giờ quánh. Bây giờ rượt nó đâu có nổi đâu. Nổi đó con. Nó rượt mình hết chứ. Giờ rượt gì nổi nữa. Rồi quậy ba, bữa giờ quậy ba khỏe không quậy ba? Thăm ngoại ba. Ngoại ba là em của ngoại, ngoại là thứ hai, ngoại ba là thứ ba. Đúng rồi. Bữa giờ dì Hằng nấu cho ngoại ăn hả ngoại? À, dì Hằng nấu ngoại ăn. Dạ. Rồi ít bữa nữa là ngoại ra nhà mẹ con. Hỏi với mẹ bữa, con. Bữa nữa. Nắng đâu rồi bữa nữa rồi ngoại ra. Đúng rồi, chứ bây giờ đang mưa. Ra nhà mẹ con sợ nhiều khi nước lớn á. Nhà chỗ mẹ con ngập. Biết. Thôi ngoại với ngoại ba ngồi chơi nha. Con nha. Với mấy đứa em đi rửa rau rồi nha. À. Lát nữa ngoại ba hát tặng cho khán giả bài luôn nha. Để coi hãy hát được và hát nha. Dạ. Đi bây giờ mình đem đồ rau củ đồ xuống mình rửa. Chiều. Nãy giờ thì các nguyên liệu thì Nhi cũng chuẩn bị xong rồi. Nhi nó cũng khá là nhanh đó cả nhà. Cà rốt nè, củ dền là Nhi đã hấp cho nó chín. Còn ớt chuông thì mình để ăn sống luôn. Cái này Nhi cũng hấp lại chứ không có chiên. Chiên dầu mỡ lắm. Bây giờ Nhi sẽ cuốn nha, cuốn sẵn rồi mình ăn luôn. Có rau sống nha. Để con cuốn xong từng cuốn rồi ăn nha ngoại. Lúc nãy Nhi nhờ cái gì lấy giùm Nhi rau sống. Nhưng mà dì quên lấy xà lách cho Nhi. Để con cuốn cho. Mình chỉ lấy một ít bún thôi. Tại vì cái rau củ của mình nhiều lắm. Nhi bắt sâu hả Nhi? Dì Hằng thì đang chuẩn bị cơm ở bên kia nữa. Rồi. Đậu phúc.
Đây chủ yếu ăn rau củ thôi. Cái bánh này lúc nãy Nhi mua, cái cô bán bánh dặn là bánh này đừng, con đừng có nhúng nước nha, nhúng nước là bỏ luôn á. Mà sao vậy, sao cuốn ta? Này cuốn tròn rồi. Đó. Đó vậy đó. Vậy vậy. Đúng rồi, nó dính nước nó bể ra nè. Đó, rồi cuốn nó sẽ như thế này thôi. Bây giờ Nhi sẽ cuốn thêm nha, chờ con chút nha ngoại. Bữa nay con bán hàng nha. Bữa nay con bán hàng. Bán đắt ăn, chờ. Ngoại ăn nha, ủng hộ con cho đắt đắt nha ngoại. Trong khi chờ đợi, quậy ba có muốn hát bản không quậy ba? Giờ đâu có biết nhớ bản gì. Bản gì bữa trước quậy ba hát đó. Bữa quậy ba hát lần rồi đó. Hát lần giờ nhớ hát được. Hát bản khác hả? Ừ. Bản gì? Thành phố buồn. Không có. Giờ quậy hát hả? Dạ. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay chắc xuân sẽ buồn, buồn hơn mấy cội mai vàng và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao thì anh cũng về, mong xuân chín đỏ. Bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay em hiu hắt giọt lệ sầu. Rồi ạ. Hết rồi hả quậy ba? Nhanh như hả? Con nữa mệt á. Con nữa mệt á. Quậy quậy ba dưới bình nào. Ủa quậy ba nhỏ hơn quậy quậy bao nhiêu tuổi ta? Ba. Ngoại có hát không ngoại? Không nhớ mình hát khúc nào nhớ cũng được ngoại. Hôm nay nhà mình ăn rau củ thôi nha. Mai là quậy ba với quậy ra nhà mẹ con chơi ha. Đâu có, lát chiều đi chở ra đó chứ. Lát chiều đi luôn hả? Ừ. Bây giờ mình sẽ chấm chung với lại xì dầu tỏi ớt nha. Xì dầu tỏi ớt hả? Dạ. Đây mời quậy. Cái này mình ăn chơi ăn nhẹ nhẹ thôi, lát nữa mình còn ăn cơm nữa nha. Chứ không phải là ăn chín. Bể hoài. Con lấy cái khác nha. Cởi nó con. Nó bị rách rồi. 13. Cái loại bánh tráng này vừa đụng nước cái nó rã ra luôn cả nhà. Mà cả nhà ăn gỏi cuốn nha. Mời cả nhà ăn. Cái này là nước ép khế. Khế ở sau vườn nhà mình đó hoài. Mời cả nhà nha. Hoài ăn đi hoài. Hôm sau Nhi sẽ làm nhiều món cầu kỳ hơn. Hôm nay là món đơn giản thôi. Cái này nó dễ làm mà nó cũng dễ ăn. Ai ăn cũng được. Ở răng rau. Dạ. À ngoại đang đau răng, rau nhiều quá. Răng ngoại cũng đau. Ừ.
bữa nào mà bớt mưa chở quậy xuống ngắm biển nha quậy. Bớt mưa là lạnh. Bớt mưa, bữa nào bớt mưa. Rồi tháng này là có ngày em lạnh với em. Lạnh hả? Áo khoác đi quậy. Có khăn tràng nữa. Cởi xe máy đi. Máy gì nổi được không? Rồi ba thì vừa qua ở chung với mẹ con. Ăn được không vậy ba? Không xong. Hồi sáng như định nấu cà ri kìa. Nhưng mà nếu mà nấu cà ri thì lỡ cỡ quá. Đụng dắt ăn trưa nữa. Như chị ở đây đến khoảng giờ trưa thôi là Nhi phải về rồi. Bữa nào mà có nhiều thời gian hơn nấu cà ri thằng đổ bánh xèo các bạn. Nha bạn. Hồi giờ các bạn có đổ bánh xèo không? Đổ hồi nhỏ là chứ giờ có lốt nữa. Hồi nhỏ là hồi mấy tuổi bạn? Nhỏ là từ mười mấy tuổi đổ lên á. Từ mười mấy tuổi đổ lên đổ xuống chứ. Ừ, đổ lên nhá. Mấy xuống. Con thích ăn bánh xèo lắm. Hoài thích ăn món gì? Để hôm sau con nấu. Hoài cái gì Hoài cũng thích đấy. Hồi giờ rồi cũng thích làm đồ ăn lắm. Hồi giờ già rồi Hoài cũng không làm nữa. Nấu chè sơ nước nè. Nấu chè sơ nước? Nấu chè sơ nước nè. Rồi đủ bánh xèo nè. Nấu bánh canh được không Hoài? Ừ, có. Có mà. Giờ quên hết rồi. Hôm nào mình nấu bánh canh đi. Nấu bánh canh nóng. Ăn cho nó mát. Hồi đó Hoài thợ nấu, làm thợ nấu hả? Không phải là thợ nấu mà thợ nấu ăn. Nó ở gần mấy người mà làm. Làm đám đúng không? Đám là đơn giản, mấy đứa tới nấu giùm. Ừ. Đám cúng, đám cưới được hả Hoài? Đám cưới rồi, à. Rồi đám cúng, đám cưới hồi đó là Hoài thường nấu món gì? Ủa? Thì cũng nấu cà ri. Cà ri. Rồi gà thì cũng thân. Rồi mà nói chung ra mình làm đủ cách. Dạ. Quệ ba ăn nữa, quệ ba. Quệ ba hả, ăn nữa. Dạ. Để lát nữa ăn cơm hả? Ừ. Chứ giờ ai cũng hơi lỡ cỡ ha. Giờ này là... Bây giờ Nhi sẽ cuốn thêm mấy cái này nè cả nhà. Bánh tráng này hôm sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình đừng có mua cái loại mà không nhúng nước, mình không có cuốn được. Thứ nhất là nó giòn. Ủa hai đứa đi đâu vậy? Vô đi em. Vô đây ăn bánh ủng hộ chị nè. Chị bán cái gì vậy chị? Chị bán cuốn. Gỏi cuốn rau nha. Mà bán gì mà cừ là sao trời. Cái này chị bán bao nhiêu cuốn chị? Chị bán 10.000 cuốn em. Dạ 5.000 ấy hết tiền đó. Dạ tiền giả thì nói vậy, tiền giả. Thấy ăn con cái bánh. Em mà xài tiền giả là con mang bắt em đó. Bánh đây nè con. Bây giờ hai chị em mình lấy rẻ cũng được 15.000. Yeah, Nhi ra bất lái rồi. Mà lấy rẻ 15.000. Ừ. Nhi ra bất lái trả. Cái đó là người quen á, người quen mình lấy rẻ nha. Cần có bất lái cũng được mà. Chị cũng đẹp quá à. Ăn đây rồi tự đưa tiền cũng được. Tự đưa tiền cũng được hoài, phải đưa tiền liền á. Vì mấy đứa nó quên, nó hay quên lắm. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó hay quên, nó mới chích vaccine á. Khỏi quên. Tặng cho Nhi. Là sao? Dạ 30.000 á. 30.000 hả? Sao đưa 4 lá dữ? Không có tiền thôi. Dạ tặng chị Nhi. Tặng luôn hả? Dạ, trời ơi, dễ được á. Này Nhi, ăn cuốn mới đầu hoài. Không, Hoài không ăn nữa, ăn Hoài nãy Hoài để cho ăn một ăn cơm. Ừ. Cà thủ gặp thích đâu. Cái dĩa nè con, dĩa mắm nè. Nhi, người có tiền. Người có tiền. Bữa nay Nhi đại gia dữ người ta. Có 10.000 mà đưa luôn 40.000. Đại gia em. Còn ai ăn nữa? Mời cô dì, chú bác, anh chị và các bạn bè. Ăn đi rồi mình đi đem đi bán ở ngoài vòng vòng nữa nha. Mời cô chú ăn. Chị Trang á, chị Trang bán hay lắm. Nói một cái là có nhiều người mua à. Bữa trước Nhi bỏ lên trên, đừng để. Nhi hay nói là làm kim chi bán được không hay là trồng bông bán được không. Xong cô chú khán giả kêu Nhi, sao có Nhi, con Nhi này cái gì nó cũng bán vậy ta. Hôm nay Nhi bán gỏi cuốn nữa. Ý là ăn xong rồi phụ chị đi bán nha em. Chứ bây giờ cũng trễ rồi.
mà ngon nha chị. Dễ ăn đúng không? Dạ. Nè, bánh tráng này nó hơi dính cho nên nó bị bể nè. Chúng ta đói giận không biết ăn đâu sống luôn á. Ồ chứ không biết ăn đâu sống. Không biết ăn đâu chị. Bà kia không biết ăn đâu sống. Mẹ biết mẹ vui lắm. Hồi trước Nguyên nghe Nguyên bán trà tắc mà đúng không? Trà sữa. Dạ. Phá sản hả? Dạ phá sản hả? Công ty phá sản. Cái đó hồi đó em có kêu gọi sách đầu tư không? Hay là tự vốn đầu tư tự của mình luôn? Dạ giám đốc Trang mà. Giám đốc Trang đầu tư. Dạ. Chị Trang là chỉ cần em chịu làm thôi, cỡ nào chị cũng bỏ vô. Vậy hả? Giám đốc nói vậy á. Không biết là giám đốc Trang thấy tiềm năng gì mà nhá. Mạnh dạn quá ha. Không phải bốc xà mấy chị ạ. Bốc xà. Vậy bữa có ý định mở lại không? Vậy em đòi mở lại. Có ý định mở thêm chi nhánh không chứ? Hồi bữa ở đây là gọi là cái gì? Mai Ram hả? Đất sở. À đất sở, mai mốt mở chi nhánh ra Mai Ram rồi xuống làng Cốm rồi đó. Lúc đó nhớ kêu chị với nha. Chị phụ cho. Bà chủ cho miếng nữa. Không uống gì hết cho chồng bạn uống nữa là no nè. Sảng khói trong người luôn á. Chị định nói cái vụ kia mà chị nhớ lại thôi, chị giữ bí mật cho em á. Thôi chị, đừng chứ. Thì đó, chị giữ bí mật cho em đó. Bỏ qua chị ơi. Phải chia sẻ cho nhiều bạn biết chứ. Nó bất linh, em còn thi kỳ 2 nữa. Nhiều người biết bất không mất linh hả? Dạ, em còn thi kỳ 2 nữa. Để em ra trường á, em bày, em lên mạng em bày hết. Ui, rách rồi. Lấy mấy cái này nè, nó ít rách rồi. Ai? Bán cuốn em bạch được. Dạ. Ai con? Ngồi đây nè. Mày ngồi đây. Về giờ con lấy rĩa gì nha? Hai lá. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Mẹ, ngồi xuống đây. Mẹ, biết ăn rau sống là ngon lắm mẹ. Uống si hào rồi chứ gặp gì á. Ti Hào bên đó. Ủa Hào Ti, ba mua gỏi ăn Hào Ti. Chưa đi học về mà chưa thấy mà. Về rồi. Về rồi con. Về rồi con à. Hào ơi, Ti ơi. Ngoại đi kêu kéo gọi Hào. Ti gọi khách rồi. Ngoại kêu khách đó thôi ngoại con bán không kịp. Đi qua ăn con cuốn. Đi. Đi con. Trời ơi, ủng hộ nhiệt tình quá. Động ghê. Quậy quậy lo sợ sợ cháu ế á. Cái quậy lo đi kêu quậy khách tới mua ủng hộ cháu rồi. Đem đây. Hôm sau đi mua bánh xèo ra ăn đủ. Nó đem ra mít thôi mà cũng vậy nữa. Cái nào khó quá thì mình bỏ qua. Bà Tây có lá mới được ăn nha. Có tiền mới được ăn chứ em sao kêu có lá em. À, có tiền chị bán bằng tiền mà. Nó vào bức lát bài chữ vô đâu. lát bài chữ à. Ngày thì lá. Cảm thấy có lỗi với khách hàng quá, mình cũng không có được đẹp. Mình hồi nãy này thì là sốt quá đúng không bụng chị? Nó dính cái này qua cái kia chứ chị đâu nhúng nước đâu. Người ta nghe một cuốn gỏi thôi. Trời ơi, lá bự quá à. Bữa nay bao nhiêu vậy? Dạ thì 500 nè. Đây chị thối lại nha. Cái đây nợ nha, không có tiền thối. Này tiền rách. Ồ, tiền rách này nha. Tiền rách á. Tiền hải giọt yêu á. Bị đốt. Thầy đi lấy một cái ghế cho thầy xuyên đi thiệt chứ. Đây em. Chắc hôm nay bán về sớm rồi, khỏi phải đi bán dạo. Đông quá rồi. Nhà hàng là thiếu ghế. Bây giờ bữa chỉ bà chủ bấm phi phai.
Ở trong đây có đứa nào biết cái bộ môn thằng thằng khắn không? Yeah. Thằng lụi á? Thằng lụi nữa. Thì thầy á, thầy hay lụi á. Mà mấy này không thành tâm đâu. Phải thành tâm mới chứng đúng không? Linh lắm chị. Chị coi nè. Nó dính lắm. Cái này chị phải gói thêm một lớp nữa chị ạ. Nhưng mà giờ nó có bị cái rớt lá luôn á. Bị rớt ra. Là cuốn này bị rớt ra. Chúng như gì thì chết. Trời ơi, tiền rớt. Lấy đi, giữ giùm cho. Thôi được rồi. Làm mẹ. Giữ giùm không có lấy đâu. Đối với em thì một cuốn như thế này chỉ có 10.000 thôi, em có dám bỏ tiền ra đầu tư cho chị mở cửa hàng lớn nữa không? Dạ. Em thấy làm sao? Cuốn này mà 10.000 thì nó hơi mắc. Em phải hỏi là tại sao chị bán với giá 10.000 giữa em, chắc em thấy nó hơi mắc đó. Để chị giải thích cho lý do. Rau này là rau á, là trồng rau sạch nha, rau hữu cơ, bắt sâu bằng tay chứ không phải là bắt sâu bằng thuốc. Hồi nãy sáng giờ là Nhi phụ trách là bắt sâu là lúc mà trồng rau đúng không? Rồi Hà thấy nó ngon không Hà? Ngon. Ngon. Rồi, bây giờ Hà thấy ngon miệng cưỡng dữ ta. Tuy. Ổn không em? Ổn không em? Cũng được. Cũng được. Mà hơi buồn. Vậy là nó ngon. ý là em giả bộ hả? Dạ không. Cho nó, chị vui hả? Dạ nó ngon. Em làm cho dạ, chị vui phải không? Cái hồi nãy nó giỡn, còn bây giờ làm nó thì là nó ngon. Ừ. Nước chấm cũng được. Rồi 10.000 được không? Dạ được. Bây giờ đại gia, món này dân thường. Đại gia mà. Cái này là cái gì? Rau nhà tự trồng, tự bắt sâu. Đúng rồi. Lấy cho quên bắt là gì nói chuyện nhỉ? Để quên. Cái kịch bản chị Nhi nói với em quên rồi. Cái này là hàng thủ công, hàng thủ công lúc nào nó cũng đắt hơn là hàng công nghiệp hết em. Đúng rồi, hàng công nghiệp quá. Bún này là xay từ gạo ra nè, ép ra nè, từng sợi nè. Chị Nhi từ ép. Một ngày là chị ép được. Hơi nhột, nó là hơi nhột. Người ta ép. Một ngày mình chỉ ép được có mấy sợi thôi nha. Còn bao nhiêu người ta ép đúng không? Đúng rồi. Hơi ngon mà cũng hơi sao. Hơi ngon mà cũng hơi sao. Sao em? Ý em nói sao? Nói hơi ngon. Bây giờ. Hơi ngon ngon. Hơi ngon ngon. Cũng được được á. Chị khóc á. Nói vậy. Con cá hơi dịp này. Hả? Bỏ tao á. Mẹ chị buồn đó. Chạy về rồi. Chị ăn luôn. Con nó thả cho em ăn cho. Canh nãy giờ. Em. Tiền đâu? Em có tiền. Nè nè trong. Ăn miễn phí vậy chị. Ở trong đi. Đưa chị Nhi. Đưa tay. Bao nhiêu đây? 500 triệu. Đây. Đây nó còn đại gia hơn nữa. Mình bán có 15.000 cuốn mà 10.000 cuốn nó đưa mình 500 triệu. Ủa không chấm ra, chấm mới ngon. Đúng rồi, chấm vô. Học lớp mấy rồi? Lớp 4 hả? Hậu Nam của 2 năm trước nè. Hậu Nam của 2 năm trước. 3-4 năm trước. Kể cho kể nhà ngay lúc mà Nhiêm vô ơi anh Thép là mới quen nhau. Ra nhà ngoại thăm ngoại. Ngồi nói chuyện trên võng, ảnh ngồi ảnh rình. Anh lén anh nhìn mà. Nè có nha. Bành đẻ lên Hà có nhà có một mình em là con trai em phải là trụ cột của gia đình đó. Cái nhảy nó bị ngược chị nghe. À thế là kia thì em kiếm đẻ chua cô này. Không đè lại. Em đè nó có được đâu, nó nặng 4 mấy ký, em nặng có 3 mấy ký à. Vậy hả? Cái nhảy nó bị ngược chị nghe. Nhà thì con gái thì mạnh mẽ. Con trai thì đẹp trai. Hay dữ ta. Chị nó nghiện ngang.
nghe. Con gái thì ngồi vậy. Dạ rồi. Cái bánh không. Rồi Hạo ơi, đánh giá cái món ăn của ngày hôm nay ở nhà hàng chị Nhi như thế nào? Không vậy. Em thẳng, em thẳng từ từ thôi chứ em. Em thẳng quá vậy. Em thấy bánh tráng của chị Nhi cuốn ngon, đơn giản, tiện cho 3 điểm. Chứ chị Nhi đòi nhiêu điểm nữa? Cho điểm trung bình đi. Chất lượng, chất lượng. 3 trên 5. 2 nữa. Ngon ngon, nước trắng rồi nữa. Có nhận xuất xuyên chứ. À, 1 điểm. 1 điểm lọ lại lớp mà em. Cái vậy? Chị Nhi, đúng chị rồi. Nhi đòi, ý là chị Nhi đòi mỗi quán nữa cả. À, mọi người thấy. Sao chị Nhi tha tha cho đúng rồi. Mọi người thấy như thế nào có khả thi không? Nếu mà khả thi hãy góp vốn cho Nhi mở quán coi nào. Không biết tội nên em cho 0.5 điểm. Chị Nhi khóc bây giờ. Chị Nhi vô khóc quá. Mở chị Nhi mà khóc là này mà nói như thế. Anh hơi xíu. Dùng cú đấm thiếp. Cú đấm đấm thiếp mà. Hết luôn rồi này cả nhà. Còn một cái cuối cùng lúc nãy á, thực sự là lúc mà mình làm á thì mình mua đồ cũng nhiều lắm, nhưng mà mình nghĩ là không có ăn. Quậy ba dưới quậy thì cũng lớn tuổi nên là sẽ ăn ít. Mà nếu mình làm nhiều mình bỏ đồ ăn á thì mình thấy phí lắm. Nhưng mà không ngờ là hôm nay khách đến đông quá, mình bán không kịp luôn á. Giờ hôm nay thông cảm nha. Hôm nay nhà hàng cũng chưa có chuẩn bị nhiều lắm. Chỉ mới là chuẩn bị để tiếp đón hai khách thôi. Nhưng mà phát sinh à, mà lúc lần kia đi em ơi thì tụi kia tao biết nó nói giọng đây là một con quái vật và một con kiến. Em là kiến á hả? Đúng, còn càng kia là quái vật chứ tao tưởng mày là voi lận chứ. Có điểm không tôi thử thì cứ chứ là đánh con lái. À, hôm bữa tự nhiên chị Nhi kêu nguyên rau bính, rau bính cái con kia lại cho Hạo coi. Trời ơi, nó quýnh Hạo mà nhà trường vậy là con trai không có được quýnh con gái, nhưng là Hạo đâu dám quýnh nó lại đâu, Hạo qua nhờ Nguyên quýnh giùm. Cũng tuân thủ đấy chứ. À, bà lớp con kia nó nắm tóc em, em nắm tại sao đứt 4 cọng của nó. Nó định bứt lại 4 cọng của em. Ừ. Mấy đứa nhỏ chuyên hả bà, mất mấy cọng mà lấy lại mấy cọng mà. Mấy đứa nhỏ hả? Ủa, em ô em cũng vậy là sao? Em cũng 15 tuổi rồi, sắp qua độ tuổi trưởng thành rồi. Ủa, em học cấp trung học là cấp 2 mà. Cấp 2 15 tuổi. Nhưng mà sắp lấy được cái căn cước công dân. Đây là cuốn cuối cùng rồi nha. Ông Hào nè, thấy cái miệng ổng định lắm rồi nha. Mà nãy giờ sao chấm điểm người ta có nửa điểm vậy? Hả? Định đi chứ, giả bộ kêu 10 điểm với chị. À, giả bộ là hả? Ờ, giả bộ. Chị thôi em kêu 9.5 điểm. Ừ. Trừ 5 điểm. Trừ 5 điểm vụ gì? 9.5 mà trừ 5. Thì còn 4 điểm. Nhà hàng phục vụ không tốt. Nhưng mà tại sao trừ? Có vấn đề gì? Uống nước nè. Đúng không? Đúng không? Nước gì hả? Ủa rồi em bán còn 1 điểm. Đi mua cái gì? Nước khế. Lạ vậy? Lấy khế của bà luôn á. Mình tưởng bà hỏi bà không có biết. Mấy ông kia. Này là khế. Ủa nãy nói không ngon mà sao ăn hết vậy ta? Ta ơi. Châu ơi, ta bảo Châu nè. Ủa năm nay Hạ có đi ra dặm Bắc nữa không? Dạ thôi, dặm rồi mẹ. Em dặm là gì như nước vô như biển hay chứ nước vô như biển ý là gì nhập nước không tiền vô như biển mà nước vô như biển nước vô như biển là chị Nhi không mệt đó nha. Dọn nhà mệt đó, không mệt đó, cách mệt luôn á. Đừng nói em vậy. Nãy giờ là Nhi bán buôn rồi cũng xong hết rồi, cả nhà bán hết rồi. Bán hết chưa? Còn không có? Hết rồi hoài. Rồi á. Không đủ cho khách ăn luôn, khách chờ quá chừng luôn, khách đánh giá 1 sao kêu là nhà hàng chờ lâu quá. Chắc là bây giờ là giờ trưa rồi, hoài dưới hoài ba chuẩn bị ăn trưa. Để cái này lát nữa mà ăn trưa xong mình tráng miệng đi chứ giờ mình ăn no. Để bếp hang từ từ để con. Dạ. Giờ thì chắc Nhi cũng xem phép kết thúc video nha. Video hôm nay thì cũng bất ngờ đi ra chợ mua đồ ăn về nấu xong gặp mấy đứa em nữa. Bây giờ thì mấy đứa em nó mới ăn xong, nó chuẩn bị đi học hết rồi. Hôm sau con vô quậy chơi tiếp nha. Giờ con đi về. Con đi về sao? Dạ. Con ăn cơm rồi về chứ. Dạ con ăn cơm rồi lát con về. Ừ.
cơm rồi nhờ. À, cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này nha. Nhi cũng muốn quay nhiều video với ngoại để có người này người ra người kia nói chuyện lại rải cho ngoại vui. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Chào chào cô chú và anh chị. Dạ. Bye bye. Dì quên cha nó mất rồi. Chúc theo sức khỏe ông ngoại. Mày ngu ghê á. Chúc theo sức khỏe cho cô chú được khỏe mạnh. Dạ. Ngày trong ngày mới. Năm mới. Cảm ơn các cô chú đã xem video ủng hộ. Cảm ơn các cô chú đã xem video ủng hộ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại bữa sau. Dạ. Bye bye cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Nhi xin chào cả nhà nha. Hiện tại trên kênh của hai vợ chồng Thép đang có 3 sản phẩm cần chia sẻ đến tất cả khán giả. Cái thứ nhất là chai dạ thảo liên trị hôi miệng, sâu răng và nhiệt miệng và viêm avidan và viêm họng nha cả nhà. Với lại viêm tai giữa là chai dạ thảo liên. Cái thứ hai là thuốc trị hôi nách. Ai mà bị hôi nách mà lâu năm không khỏi thì cứ liên hệ cho Thép nha. Và thứ ba là sản phẩm trị viêm son mãn tính. Đấy, 3 sản phẩm Thép cần chia sẻ đến tất cả mọi người. Rồi có bớt không anh? Bớt hay không, xài rồi sẽ biết. Khán giả nào đang có trong mình 3 cái bệnh này thì hãy liên hệ Thép cho Thép tư vấn ra nha. Còn mà bớt hay không thì chúng ta xài rồi sẽ biết nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người.